Để làm vừa lòng gia đình, dù là gay, tôi đã khiến một cô gái có bầu. Chào mọi người, mình là gay, mình đã kết hôn rồi. Nhưng người kết hôn của mình không phải là người đàn ông mà mình yêu thương, mà là một cô gái được gia đình mình chấp thuận. Mình sinh ra trong một gia đình tri thức, gia giáo. Bố mẹ mình đều là giáo viên, bố mình là phó hiệu trưởng của một trường cấp 3. Vì vậy, chuyện mình là gay đã xảy ra thì cũng không được phép để bất kỳ ai biết. Mình không theo nghề giáo như bố mẹ mà học ngành khác, học xong thì đi làm. Trước kia mình có quen một vài bạn nữ nhưng mà không đi đến đâu. Sau này mình mới phát hiện mình có tình cảm và quen người yêu mình là nam. Khoảng thời gian đó đối với mình vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì bố mẹ mình phát hiện ra chuyện này. Bố mình tức tới mức nhập viện nhưng mình vẫn không buông tay. Sau khi bố ổn định sức khỏe, mẹ hẹn mình đi ăn bên ngoài. Mình đánh liều dẫn người yêu theo. Mẹ mình nhìn thấy thì ngất ngay tại chỗ. Từ lần đó quan hệ giữa mình và gia đình trở nên căng thẳng. À không, phải nói là căng thẳng cực điểm. Chuyện mình là gay, mình yêu con trai thì cũng không nhiều người biết. Bố mẹ mình thực sự đã xem như mình đã chết. Hai ông bà không gọi điện, không nhắn tin, không tới nhà riêng để thăm mình như trước nữa. Suốt nửa năm trời, mình không nhận được bất cứ thông tin gì của bố mẹ. Cho tới khi lễ mừng thọ của ông nội được diễn ra. Video này bản quyền thuộc về Ngân Thất Làm Đẹp, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Thân là cháu đích tôn trong họ, mình bắt buộc phải về. Thái độ của bố mẹ vẫn lạnh băng. Một nhà ba người đi cùng nhau nhưng thờ ơ còn hơn người dưng. Lễ mừng thọ diễn ra thành công tốt đẹp. Ông nội mình cười đến căng cả miệng, đi đâu cũng khoe khéo về mình. Nhưng đột nhiên mình cảm thấy xấu hổ, mình đã không thực sự khiến ông có thể tự hào. Sau buổi lễ, mấy đứa cháu trong nhà rủ nhau đi chơi. Vì trong lòng có chuyện buồn nên là mình cũng đi. À quên mất, buổi tiệc này bố mẹ cũng như cô chú mình có mời gia đình một vài người quen thân tới và mờ con gái bạn thân mẹ mình cũng tới đi thay cho bố mẹ mờ, vì hai bác vướng việc bận không ghé được. Quan hệ của nhà mình với nhà mờ từ xưa đến nay rất tốt. Mẹ mờ là giáo viên, mờ hiện cũng đang là giáo viên cùng trường với mẹ mình. Buổi lễ mừng thọ, mờ luôn kè vai sát cánh với mẹ mình, trông em ấy còn giống con của mẹ hơn là mình. Tới khi mọi người rủ nhau đi chơi khuya thì em họ mình cũng quay qua hỏi ý mờ, tại vì cũng chạc tuổi nhau ấy. Mẹ mình quay qua nói với em họ: cho cái mờ đi thì lát nhớ đưa em nó về cẩn thận nhá. Mấy đứa gần 30 cả rồi, phải bảo vệ em nó cho tốt đấy. Sau đó thì mẹ mình vỗ tay mờ và ra về trước. Vì ông mình cũng đông con nhiều cháu nên chúng mình chia xe ra đi. Cùng xe với mình đều là bọn đàn ông con trai. Con chú thứ hai chồm lên trước hỏi mình: con bé mờ kia với anh có quan hệ gì không đấy? Đi với mẹ anh mà cứ như con ruột ấy. Có khi nào bọn em sắp được ăn cỗ to không? Mình vừa lái xe vừa lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ trong lòng: biết được người anh muốn cưới chắc dọa sợ chết các chú. Mấy thằng nhóc nghe mình phủ nhận không phải bạn gái thì nhao nhao cả lên. Thế được, để phần em, mẹ em cũng thích lắm. Cũng đúng, mờ là một cô gái dịu dàng, nhỏ nhẹ, xinh đẹp, lễ phép, đàn ông bình thường dĩ nhiên đều rất thích. Nhà mình thì cũng không phải là kiểu gia đình đấu đá tranh giành nhau. Đến nơi vốn dĩ mấy anh em trong nhà lâu ngày không gặp, từ nhỏ anh chị em trong nhà đã rất thân thiết. Mọi người ăn uống phá thả ga, ngồi được tầm 1-2 tiếng thì người yêu mình gọi. Lúc này mình mới biết là đã muộn lắm rồi. Nhìn quay xung quanh thì đa phần mọi người đều gục cả. Mình gọi taxi cho mấy đứa em gái về nhà. Mấy thằng con trai tuy say nhưng mà chúng nó tự lo được, mà tự lo cho bản thân mình thôi. Chưa lời hứa đưa cái mờ về nhà an toàn thì chúng nó đã vứt ra sau đầu cả rồi. Dù gì cũng muộn rồi, người ta con gái dự yếu đào tơ. Mình quyết định đưa mờ về. Nhưng lên xe đi một đoạn thì mình mới phát hiện mờ đã say bất tỉnh nhân sự. Và nhà mờ ở đâu thì mình không có biết. Cuối cùng mình đưa mờ về nhà bố mẹ. Bố mẹ mình ấy, mẹ mình ra ngó, nhìn thấy mình và mờ thì mới mở cửa để bọn mình đi vào. Để con bé ngủ lại đi, phòng khách lâu không ai dọn, cho con bé vào phòng mày ngủ, dù gì thì mày cũng không ngủ lại. Nói xong thì mẹ quay mặt đi luôn. Mình biết bố mẹ vẫn rất giận. Trước giờ nhà mình không xưng mày tao. Mình đưa mờ vào phòng ngủ. Lúc đi ra thấy cửa phòng bố mẹ còn sáng, cửa cũng chỉ khép hờ. Mình cũng không muốn về sớm thế, đã qua tới nhà rồi, có những chuyện vẫn là nên đối mặt. Bố ngồi trên giường tay cầm sách, nhưng mà còn cầm ngược ạ. Chắc là đang đợi mình. Thấy mình, bố nói: anh còn biết mà về cái nhà này. Mình cũng chẳng biết phải nói gì ngoài xin lỗi nữa. Con biết bố mẹ thất vọng, nhưng mà con cũng không làm gì sai cả bố. Bố mình gấp quyển sách trong tay lại, hắng giọng nói: cháu đích tôn, trưởng nam của một dòng họ mà lại nói việc không duy trì nòi giống được mà là vô tội. Đúng là xã hội thay đổi rồi, giới tính của mày thay đổi rồi, nhưng mày là con bố, con cháu của cái dòng họ này thì là điều không thể thay đổi được. Lúc này mình không biết nói gì nữa cả. Bố thở dài nói tiếp: mẹ mày đã tập làm quen với nó, nhưng ngày nào thấy ảnh nó cũng khóc đến héo hon. Thỉnh thoảng bà ấy lại nói tao là nên bỏ qua, cùng lắm là tao với bà ấy sinh thêm một đứa nữa. Nhưng mà bây giờ sinh kiểu gì đây, nhìn tao với mẹ mày giống còn sinh được nữa à? Không phải là bố mẹ không nghĩ cho mày, nhưng trên vai bố mẹ cũng có những gánh nặng khác. Chẳng phải trước kia mày vẫn yêu con gái cơ mà. Mình thở dài. Lúc bước vào phòng, mình đã luôn cúi gằm mặt. Mình thấy một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của bố. Bố mình khóc. Trước giờ bố mình luôn là người nghiêm khắc nhất, mình chưa từng thấy bố khóc bao giờ. Mình xiết tay sau đó ra ngoài, không về nhà thuê mà qua phòng của mình. Nếu mẹ mình đã quý cô ấy như vậy, vậy thì mình xin phép phải có lỗi với cô ấy. Mình sẽ dùng cả quãng đời còn lại để trả nợ. Chuyện sau đó thì không cần kể, mọi người cũng biết rồi. Điều mình không ngờ là hôm ấy lại là lần đầu của mờ. Mình với mờ vốn không có tình cảm, nhưng người ta cũng là gái nhà lành. Chuyện xảy ra như vậy,
cũng là do sự ích kỷ của bản thân mình. Nên dĩ nhiên là mình cũng có xin lỗi và xin được qua lại với M về người mà mình yêu. Sau hôm ấy mình cũng nói rõ và chia tay. Đến tận bây giờ mình vẫn không nghe được tin tức gì về bạn ấy nữa. Sau đêm hôm ấy, không lâu sau thì M có thai và chúng mình tiến tới kết hôn. Hiện tại mình và M đã có gia đình của riêng mình, cùng nhau nuôi dạy con cái. Bố mẹ gia đình hai bên yêu thương, vợ chồng thì tôn trọng lẫn nhau. M luôn giữ đúng chừng mực, đối đãi với bố mẹ cũng như với mình rất tốt. Mình thầm nghĩ hãy để quá khứ ngủ yên thôi. Nhưng vài hôm trước mình đi trên đường và thấy một người rất giống T, người mình đã từng rất yêu nhưng không thể bảo vệ. Giờ đây mình nên làm gì đây mọi người? Mình có nên giải thoát cho M và đi tìm T không? Nếu ai đang có ý định sai thì đừng nên bỏ qua video này nhé. Chào cả nhà, mình muốn kể cho mọi người nghe về chuyện gia đình mình. Anh chị hai mình đã có hai bé gái, nhưng vì mong có con trai nên anh chị vẫn tiếp tục lên kế hoạch để có con trai. Lần này chị dâu mình có thai, nhưng sau khi xét nghiệm biết là bé gái nên anh chị quyết định im lặng. Thai tại một phòng tư nhân, ông bác sĩ ấy cho chị dâu uống thuốc và bắt đầu ù nghề vào, bảo thai đi. Tình hình cụ thể thế nào thì mình cũng không rõ. Nhưng sau đó khoảng tầm 2 tháng sau ấy, một hôm chị dâu mình đau bụng dữ dội. Lúc này anh chị mới phải thú thật với gia đình rằng đã phải bỏ em bé. Cả nhà mình rất giận, nhưng chuyện thì cũng đã rồi nên chẳng làm gì được cả. Tình hình trước mắt là phải đưa chị dâu vào viện bởi vì chị ấy đã quá đau rồi. Chị dâu nằm quằn quại trên giường, mặt trắng bệch, tái nhợt đi, môi thì khô khốc, trên mặt đổ tầng mồ hôi, trông vô cùng đau đớn. Đến khi vào bệnh viện lớn, sau khi bác sĩ khám, cả nhà mình nhận được một tin rất kinh khủng. Bác sĩ bảo đứa bé vẫn còn ở trong bụng chị. Điều đó có nghĩa là 2 tháng trước chị dâu mình đã phá thai nhưng không thành công. Và dù em bé có đau đớn nhưng nó vẫn cố gắng bám víu sống trong bụng chị ấy tới ngày hôm nay. Bác sĩ sau đó siêu âm, và như mọi người cũng đã biết đấy, bác sĩ nói rằng trường hợp này không thể cứu hay là giữ được bé nữa. Bé có sinh ra thì cũng không thể nào mà nuôi được. Thì mọi người phải hiểu là đã uống thuốc xong rồi lại còn có những hành động để thì làm sao mà có thể sống được hả mọi người. Vậy là anh trai mình tay run run ký vào giấy mổ bỏ đứa bé. Đáng thương tâm nhất là lúc y tá gói đứa bé đem ra cho người nhà mình xem. Trời ơi, cả nhà mình không ai dám cho chị dâu mình xem. Lúc đó ở ngoài phòng bệnh có cô mình, chị mình và anh trai mình. Phải nói rằng ba người ấy xem xong chỉ muốn xỉu. Và anh trai mình thì chết đứng người đi. Các bạn biết vì sao không? Đứa bé gói trong chiếc khăn, tóc vàng, da nhăn nheo, quắt queo lại. Phần ngực bé thì bị một lỗ lớn, mất đi một phần. Thậm chí không biết mọi người có nói quá không, nhưng cô mình còn kể mình thấy được cả ở phía trong. Cô y tá còn nói rằng tóc và da của bé bị vậy là do tác dụng của thuốc thai. Còn phần ngực mất lớp là do bị dụng cụ phá thai vào. Lần đó anh chị đi phá ở phòng khám tư kiểu chui á mọi người, nên gặp phải bác sĩ như vậy. Không bỏ được đứa bé mà còn làm cho nó sống không bằng. Các bạn đã thấy sự tàn khốc của việc phá thai chưa? May mắn thì các bạn đạt được tâm nguyện. Xẻo hơn là khi làm không thành công, khiến đứa bé vài tháng, thậm chí chưa cả thành hình, đã chịu sự đau đớn kinh hoàng. Sau hôm đó, anh mình đã đem di thể bé về chôn. Hầu như cả nhà mình không ai muốn nhìn mặt anh chị nữa. Cả mình cũng vậy, mình rất ghét hai vợ chồng đấy. Dù họ là anh chị ruột thịt của mình. Mẹ mình có kể chôn bé ở phía sau vườn. Mấy hôm sau kể từ ngày chôn bé thì chỗ đấy bị sét đánh liên tục. Hai đứa con lớn của anh chị mình khóc đêm nhiều. Riêng mình nghe kể xong thì bị ám ảnh. Mình liên tục mơ thấy hình ảnh em bé ấy trong. Mình cũng bị bệnh từ đấy. Mẹ mình nói do mình hợp vía nên là bé đã đi theo mình. Mẹ mình phải làm lễ làm thủ tục để đem bé lên chùa gửi. Từ đó đêm nào cũng chỉ kinh khấn vái những hiện tượng lạ xung quanh nhà mình mới hết. Mình viết bằng điện thoại nên không thể kể chi tiết rằng bé đã về như thế nào, nhưng quả thật không nhiều thì ít. Những người mình trong nhà mình đã từng nhìn thấy bé đứng sau vườn và khóc. Cũng may thay, từ hôm gửi chùa thì kinh thì không còn nữa. Chắc chắn mọi người sẽ mắng, dù anh chị mình cũng đáng thôi. Mình mong qua câu chuyện của mình, mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì. Từng đi theo vết xe đổ như thế này, một kết cục đau thương. Mình đã trầm cảm một thời gian dài, dù mình chưa tận mắt nhìn thấy đứa bé ấy. Chứ huống gì là người trong cuộc hả mọi người. Con cái bất hiếu đuổi thẳng cổ mẹ ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Chuyện này không phải là chuyện của nhà mình mà là chuyện hàng xóm trong chung cư mình. Nói chung trong tầng mình thì các nhà cũng khá là thân thiện, vui vẻ với nhau, có gì cũng hay mang qua để biếu cho nhau. Nhưng mà ấy, tập thể nào thì cũng sẽ có người này người kia, sẽ có người tốt tính hoặc sẽ có người xấu tính. Và cái tầng của mình cũng vậy, có một gia đình đối nhân xử thế rất tệ. Mình cứ nghĩ là chỉ hành xử tệ hại như vậy với hàng xóm thôi, nhưng mà không nha mọi người. Với bố mẹ ấy, thì hai vợ chồng kia cũng không khá hơn là bao. Cái chuyện như kiểu là hai vợ chồng này xếp rác trước cửa nhà mà chất đống lên đó mọi người, xong tràn sang cả nhà khác. Dù chung cư mỗi tầng có phòng chứa rác riêng, rồi nửa đêm thì bật nhạc ầm ĩ, karaoke đến 2-3 giờ sáng là chuyện như cơm bữa. Ban đầu mấy nhà xung quanh có nhắc khéo thì cô vợ thái độ rồi đóng sập cửa luôn. Bị bảo vệ nhắc thì bảo là tôi bỏ tiền ra thuê, tôi làm như thế nào thì kệ tôi. Nói chung là bất trị mọi người ạ. Nhưng mà đợt này cô vợ đẻ, mẹ ông kia lên chăm nên rác cũng được bà dọn đi. Bà cũng hiền lành chất phác nên là ai cũng quý mến bà lắm. Gặp ở thang máy thì ai cũng vui vẻ hỏi thăm bà. Nhưng mà đúng là người hiền lành thường hay bị bắt nạt. Phòng chung cư chỗ mình thì cách âm không tốt nên mỗi lần nhà cãi nhau là biết liền. Mà mồm con dâu bà cụ cứ ống ổng lên,
Video này bản quyền thuộc về Ngân Thức Làm Đẹp Vui Lòng Không Re-up dưới mọi hình thức. Suốt ngày nghe cô đay nghiến bà cụ bằng đủ loại từ ngữ mất dạy kinh khủng. Có lần vợ chồng mình nghe thấy cô ấy chửi bà cụ, chửi từ trong nhà ra đến thang máy, mồm cứ liên tục: giặt mấy bộ quần áo thôi cũng không lên hồn, ra rồi mà lại còn lười biếng à, có mấy cái áo lụa của tôi mà bà cũng không biết đường giặt tay, hôm nay ấy thì tôi cho bà nhịn đói. Đấy, cô ta chửi mẹ chồng như vậy mà chửi trước mặt thằng chồng luôn nhá. Thế mà thằng chồng nó chỉ đứng gọn vào một góc thang máy, chả thấy hé răng bênh mẹ nửa lời. Nghe mấy chị em trong tầng nói, do tài chính cô vợ làm chủ, tiền lương thì cũng kiếm được hơn chồng, mà lại là gái thành phố, anh kia thì lại là trai quê nghèo, nên cô này cô ấy xem thường. Nói thật là mấy chị em ngày nào cũng thấy bà cụ lủi thủi ở trong nhà. Hai vợ chồng kia đi làm suốt, bà hết lau chùi, quét dọn, đổ rác thì lại chăm cháu, chả thấy lúc nào bà cụ ngơi tay, thế mà vẫn bị nghe chửi xa xả. Hôm nọ bà cụ kho cá với nghệ thơm quá nên là mình có chạy qua hóng, định bụng là học bà cách nấu. Bà cũng nhiệt tình hướng dẫn làm sao để cá không bị tanh mà lại chắc thịt. Nhìn nồi cá vàng ươm thơm phức mà thèm. Mẹ chồng mình không xấu tính, nhưng bà chưa từng tận lực với vợ chồng mình như thế bao giờ. Vậy mà tầm 7:30 chúng mình lại nghe tiếng mắng chửi vọng ra từ nhà đấy: mẹ nấu với nghệ làm gì, nhà này ai thích ăn nghệ mà bà nấu, vàng hết cả bát đũa ra không bỏ ra được nhìn nào, cho cái nhà này thì chớ còn bay ra mà phá nữa. Lại một hôm khác bà cụ đi chợ, cô cua về nấu canh, cô kia lại gắt ầm lên: bà ấy thích ăn cua thì về quê mà ăn, tôi dân phố không ngửi được cái mùi quê mùa đó. Anh ngóng cả cái nhà ra. Chịu đấy, chả hiểu sao thốt ra được những lời này. Hôm nọ thì bà có bé cháu cho đi ăn rong ở hành lang, tôi cũng cho con ra tập xe đạp nên đứng nói chuyện với bà một lúc. Bà tham với tôi: hai ông bà ở quê, dạo này tôi đang dùng MDHC này, kẽm màu hồng hồng này này là sẽ giúp chúng ta tạo mùi từ bên trong, cơ thể lúc nào cũng thơm 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 tích cực. À đây, kể tiếp cho các bà nghe. Nhà thì chỉ có một cậu con trai thôi, á cứ yêu sống yêu chết cô này, cũng dính bầu nên là hai đứa cưới. Không biết có bà nào dùng cái này chưa ấy, nhưng mà nói thật cái này thơm vãi. Nhưng cái viên này ngửi thôi cũng đã thấy thơm rồi. Bác nào đã dùng rồi nhé, cho tôi xin cảm nhận nhé. Nói vậy sợ tôi hiểu lầm là bà không ưng con dâu hay sao ấy, nên bà vội vàng xua tay bảo: tôi thì chả chê gì con bé, chỉ là sợ hồi ấy con bé không quen với đám nhà quê chúng tôi. Tôi cười nói với bà: ai cũng từ quê mà lên bà, thôi em nó còn nhỏ dại, ông bà thương con thương cháu thì đỡ đần cho nó, sau này nó lớn thì nó tự khắc hiểu ấy mà. Bà cụ nghe tôi nói xong thì rưng rưng, bà bảo: già cả rồi, bây giờ có hai vợ chồng già, ông nhà tôi dưới quê cũng đang ốm, lên đây chăm cháu thì cũng bán hết lúa gạo ở nhà, chợ búa trên đây thì tôi bỏ tiền túi ra, giờ một xu cũng không còn, cũng không biết mở miệng nói với vợ chồng nó như thế nào. Tôi vỗ tay bà khuyên nhủ: bà cứ nói với hai vợ chồng em nó xem sao ạ, chứ bây giờ bà không nói thì cũng không xoay sở ở đâu được. Thế mà hôm ấy tôi thấy hai vợ chồng đó vứt đồ của bà ra khỏi nhà, vợ chồng chúng nó đuổi bà đi. Chúng tôi nghe loáng thoáng cô vợ rủa từ trong nhà rủa ra: úi giời, tưởng lên chăm cháu đã đần con cái như thế nào, mở miệng ra đòi tiền bọn này cơ, thế thà tôi thuê giúp việc cho rồi, thôi 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 thôi, thôi. Cuốn gói về quê dùm. Nghe tiếng động lớn nên tôi cũng chạy ra xem, tôi thấy bà cụ ngồi trước cửa khóc, nhặt đồ cho vào túi. Tôi đỡ bà dậy, đứng trong thang máy bà nói: tôi phải đi đâu đây cô ơi, con người không có 1.000 nào, sao cái số tôi nó khổ vậy. Tôi chưa kịp mở miệng nói gì thì con trai bà từ trong nhà chạy ra, xách thêm một túi đồ rồi nói: mẹ mang nốt đồ về đi, đây vợ con cũng nó cũng cầm hết tiền rồi, con bây giờ ấy còn có 50.000 thôi mẹ cầm tạm đi. Nói xong ngoảnh đít đi vào nhà luôn, trước khi vào ấy còn lườm tôi một cái. Tôi thở dài nghe cô vợ từ trong nhà vọng ra: anh dám lén ra ngoài gặp bà già đấy chứ gì, anh giỏi lắm, có giỏi ấy thì anh đi luôn với mẹ anh đi. Lời chưa dứt thì đã nghe tiếng loảng choảng của đồ thủy tinh vỡ. Tôi vỗ lưng bà cụ, rút túi đưa cho bà cụ 500.000. Nói thật là vợ chồng tôi cũng chả giàu có gì, nhưng Hà Nội về Ninh Bình 50.000 thì đi được đến đâu. Trong Hà Nội từ Cầu Giấy qua Hà Đông đã mất hơn 60.000 tiền Grab rồi. Tôi bảo bà cầm lấy, giờ tôi vào nhà nhờ chồng gọi xe cho bà về. Hôm ấy lo cho bà cụ về xong xuôi, tôi cứ nằm nghĩ mãi, sao con cái lại đối xử tệ bạc với bố mẹ đến cái mức độ như thế nhỉ.